Xin chào các em. Như chúng ta đã biết thì vừa rồi Bộ Giáo dục có công bố đề minh họa của tất cả các môn. Và đây là lần thứ hai Bộ Giáo dục công bố cái form đề chính thức, đúng nhỉ? Thế thì chúng ta sẽ cùng chữa cái đề minh họa này. Và thông qua đó thì cô giáo cũng sẽ hướng dẫn các bạn một số các kỹ năng làm bài để chúng ta có thể rút ra được những cái tip làm bài nhằm lấy được điểm cao trong bài thi môn ngữ văn của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại một chút về đề bài nhé. Đây là đề minh họa mà bộ vừa công bố vào hồi giữa tháng 10 vừa rồi, đúng nhỉ? Chúng ta quan sát thì có thể thấy là cái form đề nó không khác so với đề minh họa lần 1. Vẫn gồm có một phần đọc hiểu 4 điểm, phần viết 6 điểm gồm 2 câu, một câu viết đoạn 2 điểm và một câu viết bài 4 điểm, đúng nhỉ? Nhưng có một chút khác biệt, đấy là ở đề minh họa lần 2 này thì chỉ có một ngữ liệu thôi. Trong khi đấy thì ở đề lần 1 là có hai ngữ liệu, đúng không? Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là đề thi hoàn toàn có thể cho hai ngữ liệu. Ví dụ như là ở cái phần đọc hiểu mà đó là một cái văn bản về văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin, thì ở cái câu phần viết chắc chắn sẽ phải có một cái ngữ liệu nữa về văn bản văn học để phục vụ cho câu viết đoạn hoặc là câu viết bài, đúng không? Và trong cả hai đề minh họa này thì chúng ta đang thấy cái câu viết đoạn là câu nghị luận văn học và câu viết bài thì là câu nghị luận xã hội. Tuy nhiên, về mặt nguyên tắc thì người ta hoàn toàn có thể đảo. Tức là cái câu viết đoạn sẽ là câu nghị luận xã hội và câu viết bài sẽ là câu nghị luận văn học, đúng nhỉ? Chúng ta cũng sẽ chờ để xem là có các cái đợt khác đưa ra, bộ có đưa ra những cái đề minh họa dạng khác hay không. Thế còn ở đây thì chúng ta cũng cứ căn cứ trên cái đề này để đưa ra những cái hướng làm bài cụ thể nhằm lấy được điểm cao nhất trong cái bài thi môn ngữ văn này, được không nhỉ? Chúng ta sẽ cùng đến với các phần của bài nhé. Đầu tiên thì các bạn cần phải đọc văn bản của phần đọc hiểu đã, đúng nhỉ? Phần văn bản này nó sẽ liên quan đến 5 câu hỏi đọc hiểu và liên quan đến cả câu viết đoạn 2 điểm nữa, đúng không? Một bài thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường gồm có 4 khổ và các khổ thì số câu, số dòng nó không đều nhau. Đây, chúng ta cùng đọc nhé. Chắc em sẽ không quên, dù chúng mình chỉ về những ngày rất vội, Hà Nội phố dài mái ngói và màu lá xanh như ngọc trên đầu. Chắc em nhớ hoài, cây liễu xưa vẫn đứng bên hồ, như một bóng người Hy Lạp cổ, trên thân hình vạm vỡ, nỗi trầm tư mơ mộng nghìn năm. Mùa hè là con chim ăn trái xanh, làm rụng xấu xuống mặt đường im lặng. Cây cầm nguội ửng vàng nhớ nắng, những phố bàng đông đúc trẻ con. Anh đã qua những thành phố biếc xanh, thành phố đường me lá nhỏ rung rinh, thành phố tóc thề áo trắng, thành phố đứng bên hồ trầm lặng, giữa đồi thông mặc áo sương mù. Những nơi đó anh lớn lên, những năm còn trẻ, ôi những năm không yên. Có nhiều khi anh lặng nhìn một ngọn lá xanh bên đường, chợt sững sờ muốn khóc, như trong anh một cái gì đã mất. Thế đấy, nhưng có bao giờ, như giữa lòng Hà Nội chiều nay, anh đưa em đi dưới những hàng cây, mà bỗng thấy lòng mình yên tĩnh quá, nỗi yên như điều kỳ lạ, ngỡ lòng anh chưa có bao giờ. Đó, toàn bộ văn bản bài thơ Một thân cây, một tàng lá, một bông hoa của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các câu hỏi của phần đọc hiểu trước. Câu số 1 là chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của đoạn trích. Vẫn là dạng câu hỏi nhận biết, nhưng chúng ta thấy là cái cách ra câu hỏi của đề minh họa lần này đã khác so với lại đề thi của những năm trước đây. Những năm trước đây thì ở câu hỏi nhận biết này, người ta sẽ yêu cầu chúng ta xác định thể thơ thôi. Và câu trả lời của các bạn có khi chỉ cần vài từ là chúng ta được phun điểm, đúng nhỉ? Nhưng ở đây người ta hỏi chúng ta là dấu hiệu để xác định thể thơ. Như vậy là không chỉ có ở nhận biết mức độ 1 nữa, mà có lẽ là còn phải hiểu. Đúng không nhỉ? Phải đưa ra được lý do vì sao ta lại xác định được thể thơ như thế. Đúng không? Thế các bạn nhìn đáp án của bộ. Cái phần đáp án này thì cũng đã được công bố trên các trang web ở trên mạng internet rồi. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy, đúng không? Đáp án của bộ thì rất ngắn gọn. Số chữ trong một dòng không bằng nhau là dấu hiệu để xác định thể thơ tự do của đoạn trích và các bạn được 0.5 điểm. Thế thì với cái câu trả lời này, nó đơn giản như vậy thôi, nhưng mà để trả lời chính xác và tuyệt đối không bị mất điểm thì chúng ta cũng cần phải phân tích được dạng câu hỏi và biết được cách thức để trả lời, đúng nhỉ? Về dạng câu hỏi, nếu xét theo mức độ, cái thang đo mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng của Dukey thì đây đang là ở mức độ 1, tức là nhớ và tái hiện. Và dạng câu hỏi ở đây là nhận biết để xác định thể thơ, nhận diện dấu hiệu để xác định thể thơ. Thế thì để có thể trả lời chính xác tuyệt đối câu này, mình sẽ phải cần hiểu được đặc điểm của từng thể thơ về số chữ, về vần, về nhịp,
đúng nhỉ? Và chúng ta phải biết cách nhận diện thể thơ qua hình thức. Đấy, thế thì ở đây cái bài này nó khá là dễ, bởi vì là chúng ta có thể thấy ngay là các câu thơ nó dài ngắn không đều nhau và chúng ta quy nó là thể thơ tự do. Nhưng ví dụ như đề thi nó là một cái thể nó khó hơn, nó được sáng tác theo luật, thì chúng ta lại cần phải nắm được cái quy tắc để xác định thể thơ, đúng nhỉ? Đầu tiên là các bạn phải căn cứ vào số tiếng trong một dòng thơ. Chúng ta có thể đếm, suy ra nó là thể 5 chữ, thể 7 chữ, thể 8 chữ, thể 4 chữ hay là tự do, vân vân. Tuy nhiên lại cần phải xét cả về số chữ của các câu trong bài. Ví dụ như có những bài thơ, cả bài nó là những câu thơ 8 chữ, thế nhưng nó lại có một dòng thơ chỉ có 3 chữ thôi. Ví dụ bài Vội Vàng của Xuân Diệu chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta cũng không thể kết luận nó là thể 8 chữ được, đúng không? Nó vẫn là thể tự do, bởi vì có một dòng thơ nó không tuân thủ cái số lượng chữ của các dòng thơ khác, đúng chưa nhỉ? Tiếp theo nữa, chúng ta cũng phải để ý đến cái cấu trúc của toàn bài thơ. Bởi vì là có những cái thể thơ rõ ràng là cái số chữ trong các câu thơ nó dài ngắn không đều nhau. Thế nhưng mà bài nó lại quy định phần này nói về nội dung này, phần kia nói về nội dung kia, thì nó sẽ là một cái thể nhất định. Cô giáo lấy ví dụ như là thể Phú, đúng nhỉ? Phú, đây là một cái thể thơ cổ thể của văn học trung đại. Các câu thơ nó là những cái dòng thơ không đều nhau, nhưng bài nó được sắp xếp theo một cấu trúc nhất định và nó vẫn là một cái thể thơ được sáng tác theo luật, nó là thể Phú, đúng nhỉ? Ngoài ra thì chúng ta ở một số thể thơ, chúng ta còn phải căn cứ vào các quy tắc gieo vần và hài thanh. Cô giáo lấy ví dụ như là thể Hành và thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luận. Về số câu và số tiếng trong mỗi dòng thơ nó rất giống nhau. Nó đều có 8 câu, mỗi câu đều có 7 tiếng. Thế nhưng nếu như thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luận nó có quy định rất chặt chẽ về cách gieo vần, về cách hài thanh, được chưa nhỉ? Về đối, về niêm. Thì cái thể Hành nó lại tự do hơn. Và với những cái thể khó như vậy thì chúng ta phải xét đến cả những cái quy tắc gieo vần hài thanh để chúng ta suy ra thể thơ cho nó chính xác, đúng chưa nhỉ? Và trong chương trình của mình thì không giới hạn một thể thơ nào cả. Các bạn có thể phải học cả thơ hiện đại, cả thơ dân gian, cả thơ trung đại, nên chúng ta cần phải nắm chắc cái quy tắc để xác định thể thơ này và đảm bảo cái câu này chúng ta sẽ không trả lời sai, được chưa nhỉ? Đáp án của bộ thì chỉ có một dòng ngắn ngủi thế kia thôi. Tuy nhiên là khi trả lời thì cô giáo vẫn mong muốn các bạn có thể trả lời được một cách đầy đủ. Ví dụ, ở đây chúng ta có thể thấy là số chữ trong một dòng thơ không bằng nhau, đúng không? Các câu thơ không tuân thủ một cấu trúc quy định của một thể thơ nhất định nào. Và các dòng thơ không có quy định hiệp vần nhất định. Từ đây chúng ta có thể kết luận bài thơ được làm theo thể tự do, được chưa nhỉ? Đấy, chúng ta làm chặt chẽ như thế này thì không thể giám khảo chấm điểm, không thể trừ điểm của chúng ta ở một chỗ nào cả, đúng nhỉ? Đấy là câu số 1. Chúng ta sang đến câu số 2. Xác định hình ảnh được sử dụng để so sánh với cây liễu xưa trong đoạn trích. Được chưa nhỉ? Thế thì ở đây chúng ta thấy người ta đã giúp chúng ta một cái biện pháp, đấy là biện pháp so sánh rồi, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ cần phải nhìn lại văn bản bài thơ có cái hình ảnh cây liễu xưa để chúng ta tìm xem là cái cây liễu xưa đấy được so sánh với hình ảnh nào. Thế thì ở đây đáp án của bộ người ta đưa ra cho chúng ta này. Hình ảnh được so sánh để so sánh với cây liễu xưa, đấy là một bóng người Hy Lạp cổ. Các bạn cần phải nhìn lại cho cô văn bản. Đây. Nó nằm ở cái câu này. Chắc em nhớ hoài, cây liễu xưa vẫn đứng bên hồ như bóng một người Hy Lạp cổ. Đấy, rất là dễ để có thể xác định được, đúng không nhỉ? Thế thì chúng ta có thể thấy rằng ở đây cái câu này thì các bạn có thể đưa ra được đáp án chính xác ngay. Tuy nhiên ở một số những bài thơ khác thì nó sẽ không dễ như thế, nên là chúng ta cũng sẽ lại phải nắm được những cái quy tắc để chúng ta trả lời và đảm bảo là câu này chúng ta không bị sai, đúng không? Về phân tích dạng câu hỏi thì cái câu này nó vẫn ở mức độ Dukey 1, tức là mức độ nhận biết. Dạng câu hỏi ở đây là tìm chi tiết nghệ thuật trong văn bản để đáp ứng một cái yêu cầu nhất định nào đó. Và để có thể tìm được một hình ảnh so sánh thì chúng ta phải nắm được cái đặc trưng của biện pháp so sánh và biết nhận diện biện pháp, đúng nhỉ? Và chúng ta cũng cần phải có kiến thức về hình ảnh thơ. Hình ảnh thơ nó là những sự vật, nó là những cái hình ảnh về con người, về thiên nhiên được thể hiện trong thơ bằng ngôn ngữ, đúng không? Thế thì ở đây, căn cứ vào những cái dấu hiệu đó thì chúng ta có thể xác định được ngay. Cái dấu hiệu của biện pháp so sánh ở đây nó nằm ở chữ như, đúng không nhỉ?
như bảo một bóng người Hy Lạp cổ. Và cái câu này nó được đặt ngay đằng sau cái câu có hình ảnh cây liễu xưa. Và chúng ta đọc thành một câu thì nó giống như là một cái mệnh đề, có cái từ như là cái từ nối để so sánh cái vế, cái hình ảnh được so sánh và hình ảnh được dùng để so sánh, đúng nhỉ? Đấy, câu này không có gì khó khăn để chúng ta có thể lấy được điểm tối đa. Chúng ta chuyển sang câu 3. Câu 3 trình bày hiệu quả của việc sử dụng hình thức lời tâm sự của anh với em trong đoạn trích. Thế thì các bạn nhìn đáp án của bộ này, có hai ý rất đơn giản, đó là tạo giọng điệu tâm tình tha thiết sâu lắng, thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc của nhân vật trữ tình anh với Hà Nội, và được một điểm câu này. Vậy thì làm sao để có thể ra được hai cái ý này? Đúng nhỉ? Vậy chúng ta sẽ phải phân tích dạng câu hỏi và đưa ra cái cách để trả lời, đúng không? Về mức độ Dilke thì đây là mức độ số 2, tức là ở dạng thông hiểu. Như vậy là nó khó hơn so với lại câu số 1 và số 2 rồi, đúng không? Chúng ta sẽ phải trình bày hiệu quả của một phương diện nghệ thuật. Cụ thể ở đây là hình thức lời tâm sự của anh với em trong một bài thơ trữ tình. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ phải nắm được nhân vật trữ tình ở đây là ai và có vai trò gì trong thơ. Nhân vật trữ tình thì chính là người mà là chủ thể để bộc lộ cảm xúc ở trong thơ. Và ở đây chính là anh, đúng không nhỉ? Cái thứ hai chúng ta cần nhớ đấy là yếu tố tượng sự trong thơ trữ tình. Cái phần này các bạn đã được học ở chương trình lớp 11. Và cái yếu tố tượng sự này nó sẽ được thể hiện ở rất nhiều các cái phương diện. Ví dụ như là ở nhân vật này, ở cốt truyện này, ở yếu tố của lời thoại này, vân vân, đúng nhỉ? Tức là dấu hiệu của chuyện được thể hiện ở trong thơ trữ tình. Thế chúng ta đã được học một bài khá gần với bài thơ này, đấy là bài Thuyền và Biển. Và đây cũng là lý do vì sao mà những văn bản đọc, cho dù là không thi vào, chắc chắn đúng nhỉ? Nhưng mà nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong quá trình chúng ta ôn luyện và làm bài thi. Bởi vì là rất có thể những gì chúng ta đã thực hành với văn bản đọc sẽ được làm lại ở trong các bài thi, đúng không? Thế thì từ đây chúng ta có thể chỉ ra được những cái tác dụng của cái hình thức lời tâm sự của anh với em. Chúng ta sẽ phân tích cụ thể nhé. Đầu tiên là chúng ta phải nhận diện được đặc điểm của hình thức lời tâm sự ở đây đã. Lời tâm sự này là của anh và em, đúng nhỉ? Và trong cái ngôn ngữ của người Việt ấy, thì cách xưng hô anh em nó là cách xưng hô của người trẻ và thường là trong quan hệ tình yêu, đúng không? Thứ hai nữa là về cái hình thức lời tâm sự. Khi chúng ta tâm sự với một ai đó, tức là khi chúng ta thổ lộ tất cả những cái gì, những cái điều gan ruột của mình, những cái gì sâu kín nhất, những cái gì khó nói nhất, đúng không nhỉ? Đấy, thế thì từ đây chúng ta có thể suy ra được một số những cái tác dụng của việc sử dụng hình thức lời tâm sự của anh và em. Đó là gì? Nó sẽ tạo ra cái giọng tâm tình ngọt ngào, thiết tha, sâu lắng cho bài thơ. Vì là của người yêu nói với người mình yêu mà, đúng nhỉ? Của người con trai nói với người con gái, người yêu của mình. Thì nó sẽ tạo ra cái giọng tâm tình ngọt ngào, thiết tha, sâu lắng. Cái thứ hai, hình thức lời tâm sự thì nó sẽ tạo ra cái không khí thế nào? Thân mật, gần gũi, để từ đó những cái cảm xúc được bộc lộ một cách tự nhiên, chân thành, đúng nhỉ? Thứ ba, chúng ta thấy anh và em đang được đặt trong mối quan hệ tình yêu, đúng không? Mà tình yêu ở đây thì lại gắn với một không gian cụ thể trong ký ức của anh, trong cảm xúc của anh, đó là Hà Nội. Hà Nội được miêu tả ở hai không gian, ở hai thời điểm khác nhau, đó là trong ký ức và ở thời hiện tại. Và cho dù là trong ký ức hay hiện tại thì đều gắn với tình yêu của em, tình yêu với em, đúng nhỉ? Đấy, thế thì từ đây chúng ta thấy anh chia sẻ với em, tâm sự với em về Hà Nội, đúng nhỉ? Vậy thì qua đó chúng ta sẽ thấy được cái tình yêu, sự gắn bó sâu sắc của anh đối với Hà Nội, đối với nơi mà tình yêu của anh và em nảy nở, gắn bó dài lâu, đúng nhỉ? Đấy, thế thì từ những cái phân tích trên chúng ta có thể thấy cái câu trả lời nó sẽ phải đi tuần tự từ việc chúng ta phải nhận diện được ra, phân tích được ra đặc điểm của hình thức lời tâm sự, rồi chúng ta mới suy ra cái gì đây? Vai trò của nó. Có lẽ là trong khi làm bài thi chúng ta cũng vẫn cần phải làm cả hai bước này. Đề thi, nguyên tắc của đề thi là người ta sẽ chỉ hỏi ở cái mức độ cao nhất thôi, tức là người ta sẽ chỉ hỏi về mặt hiệu quả thôi. Nhưng để ra được cái hiệu quả đấy thì chúng ta phải biết được cái đặc điểm của nó đã, đúng nhỉ? Cũng giống như kiểu cái dạng câu hỏi về biện pháp tu từ ấy, người ta có thể hỏi chúng ta là tác dụng của biện pháp so sánh hay là nhân hóa ở câu thơ này. Nhưng mà để biết được tác dụng thì mình phải biết được là nó so sánh ở đâu, nó nhân hóa ở đâu, đúng nhỉ? Đấy, thế thì cái ý thứ nhất, cái gạch đầu dòng thứ nhất trong cái câu hỏi này là phân tích đặc điểm
của hình thức lời tâm sự. Nó giống như là những cái căn cứ để chúng ta chỉ ra được những cái vai trò ở cái gạch đầu dòng thứ hai. Thế nên khi trả lời, để cho câu trả lời thật chắc chắn và người ta không trừ điểm được của các bạn thì chúng ta vẫn cần phải làm cả hai ý. Đúng nhỉ? Đó, đấy là câu số 3. Chúng ta chuyển sang câu số 4. Nêu sự vận động cảm xúc của nhân vật trữ tình anh trong đoạn trích. Cái từ mà chúng ta cần phải gạch chân ở đây đó là từ vận động. Vận động tức là có sự thay đổi, đúng không? Và thay đổi cái gì? Thay đổi yếu tố cảm xúc. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhất, nổi bật nhất trong thơ trữ tình, đúng không? Thế thì đáp án của bộ chúng ta cũng thấy có hai ý thôi. Một là nhớ về Hà Nội trong quá khứ, nhớ về những thành phố anh đã đi qua, những nơi anh lớn lên, những năm còn trẻ. Như vậy là cái cảm xúc chủ đạo ở đây nó nằm ở cái chữ nhớ, đúng không nhỉ? Cái thứ hai là tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn khi đi giữa Hà Nội ở hiện tại. Cái từ khóa thứ hai là từ bình yên. Đấy. Thế thì để ra được hai từ khóa này và diễn đạt thành hai câu văn như thế kia, nó lại là một cái sự chúng ta phải đọc rất kỹ bài thơ, phải già cả bài thơ và phải căn cứ vào những cái dấu hiệu để chúng ta có thể chỉ ra được cái cảm xúc và sự vận động của nó, đúng không nhỉ? Đó. Phân tích dạng câu hỏi thì phân tích nhanh chúng ta sẽ thấy là câu hỏi này ở mức độ Dukey số 2, nhưng là mà mức độ gọi là Dukey mức 2 ở cái mức độ trần, tức là nó ở cái dạng khó và nó cũng là cái dạng câu hỏi phân hóa trong cái phần đọc hiểu này đấy. Và để trả lời được thì thứ nhất là mình phải biết cách nhận diện cảm xúc của nhân vật trữ tình qua ngôn ngữ và hình ảnh thơ. Cái thứ hai là chúng ta phải chỉ ra được sự thay đổi của cảm xúc qua các khổ thơ. Và chú ý, cô có lưu ý với các bạn là trong đáp án của bộ ấy, thì hai cái từ khóa rất quan trọng là từ nhớ và từ bình yên, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ phải gọi tên những cảm xúc này bằng các tính từ chỉ cảm xúc cụ thể. Ở bài này hay ở bất cứ bài nào khác có hỏi về cái cảm xúc của nhân vật trữ tình thì nhất định các bạn phải diễn đạt nó bằng các tính từ cụ thể, được không nhỉ? Thế thì với bài này làm thế nào để chúng ta ra được những cái ý như thế kia? Các bạn quan sát lên đây. Đầu tiên là ở khổ thơ thứ nhất, bởi vì bài thơ nó có cái sự vận động, đúng nhỉ? Thế nên là chúng ta cũng phải chia được bố cục bài thơ đấy, để chúng ta sẽ chỉ ra sự vận động. Căn cứ vào bài thơ thì mình có thể chia bài thơ này ra làm hai phần lớn. Phần 1 sẽ gồm có 3 khổ đầu, và 3 khổ này thì sẽ nói về Hà Nội trong ký ức, đúng nhỉ? Hà Nội và những thành phố khác trong ký ức của anh. Còn cái khổ cuối cùng nó có cái từ chiều nay, đúng không? Thế thì nó là Hà Nội của hiện tại rồi. Đấy, có thể chia ra làm hai phần như thế. Thế thì đầu tiên mình sẽ căn cứ vào hai khổ này để gọi tên ra cảm xúc ở giai đoạn này đã. Các bạn để ý cho cô này, những cái từ như là không quên hay là từ nhớ hoài. Đây, chắc em sẽ không quên, đúng nhỉ? Chắc em nhớ hoài. Vậy thì từ đây chúng ta có thể suy ra cái cảm xúc chủ đạo nó sẽ là nỗi nhớ. Và cụ thể là nhớ gì? Thực ra các bạn có thể thắc mắc là ở đây nhân vật trữ tình đang hỏi em đấy chứ, có phải bộc lộ tình cảm của mình đâu. Thế nhưng đây là dạng câu hỏi tu từ, đúng nhỉ? Hỏi nhưng thực ra là để bộc lộ cái cảm xúc của chính lòng mình, đúng không? Đấy, thế nên là cái hỏi em là không quên, hỏi em là nhớ hoài, thực ra là để bộc lộ cái nỗi nhớ trong tâm tư của mình. Vậy thì nhớ gì? Chúng ta căn cứ này. Hà Nội phố dài mái ngói, rồi màu lá xanh như ngọc trên đầu, rồi cây liễu, rồi cây cơm nguội, rồi phố bàng. Rõ ràng là nhớ những hình ảnh thân thuộc về Hà Nội, đúng nhỉ? Còn đến khổ thơ tiếp theo, chúng ta có thể thấy nó vẫn nằm trong cái mạch nỗi nhớ của anh, đúng nhỉ? Tiếp theo đến khổ thơ thứ 3 thì chúng ta có thể thấy là vẫn nằm trong cái mạch nỗi nhớ của anh, của nhân vật trữ tình anh. Thì anh còn nhớ gì nữa? Nhớ những thành phố biếc xanh, những thành phố đường me lá nhỏ rung rinh, những thành phố tóc thề áo trắng, những thành phố đứng bên hồ trầm lặng, vân vân. Và anh có khẳng định đấy là nơi anh lớn lên, đó là những năm tháng còn trẻ, đúng chưa nhỉ? Vậy thì ở đây chúng ta có thể khẳng định cái vẫn là trong cái mạch nỗi nhớ đấy, không chỉ nhớ về Hà Nội trong ký ức nữa, mà còn nhớ cả những thành phố nơi anh đã đi qua, nơi anh đã lớn lên, nhớ cả những tháng năm tuổi trẻ, được chưa nhỉ? Vậy là chúng ta sẽ ra được cái ý thứ nhất, đó là nhớ, đúng nhỉ? Nhớ về Hà Nội, nhớ về những thành phố anh đã đi qua, nhớ về những tháng năm tuổi trẻ. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn tiếp xuống. Cũng ở khổ thơ thứ 3 này, các bạn sẽ thấy còn có những câu thơ nữa thể hiện cảm xúc của nhân vật trữ tình anh. Chợt sững sờ muốn khóc, như trong anh một cái gì đã mất. Sững sờ muốn khóc, tức là cảm xúc thế nào? Rất là xúc động, đúng nhỉ?
Như trong anh, một cái gì đã mất, nó sẽ có cái tiếc nuối, bồi hồi, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta có thể gọi thêm một cái cảm xúc nữa của anh, đấy là cái sự xúc động, bồi hồi, tiếc nuối khi mà nhớ về những cái ký ức về Hà Nội, những thành phố nơi anh đã đi qua, lớn lên những tháng năm tuổi trẻ. Được chưa nhỉ? Rồi. Và chúng ta sẽ để ý đến cái đoạn thơ cuối cùng để chỉ ra cái sự vận động cảm xúc của nhân vật trữ tình anh. Ở trong khổ thơ cuối cùng này thì cái căn cứ để chúng ta có thể xác định được cảm xúc của anh nó sẽ nằm ở cái chữ yên, đúng không nhỉ? Thế nhưng chúng ta có thể xác định nhiều hơn như thế. Đó là gì? Thời gian thì đã thay đổi, đó là chiều nay, cho phép chúng ta dịch chuyển cái khoảng thời gian từ Hà Nội trong ký ức, từ những gì trong ký ức sang cái thời điểm hiện tại, đúng không nhỉ? Và giữa lòng Hà Nội chiều nay, chúng ta cũng có thể xác định được ngay không gian ở đây là giữa lòng Hà Nội, dưới những hàng cây, đúng không? Và cảm xúc được gọi ra qua một cái cụm từ cụ thể như cô giáo đã nói khi nãy, đấy là yên tĩnh quá. Và chúng ta có thể gọi tên cảm xúc ở đây là sự bình yên thanh thản. Và bình yên thanh thản ở thời điểm hiện tại giữa lòng Hà Nội rất thân quen, gần gũi. Bằng những phân tích ở phía trên, ta có thể rút ra được kết luận như thế, đúng nhỉ? Đấy, thế thì các bạn không thể nói bừa. Mặc dù câu hỏi nó ngắn, câu trả lời viết rất ngắn, chỉ có vài dòng thôi. Nhưng để ra được câu trả lời đấy thì các bạn phải đọc cả bài thơ. Và chúng ta phải có những cái tip, những cái kỹ năng để có thể xác định được những cái cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện ở đây, đúng nhỉ? Cô giáo có thể hướng dẫn các bạn viết một câu trả lời đầy đủ như thế này. Cảm xúc của nhân vật trữ tình anh được vận động qua nhiều cung bậc. Các bạn chú ý là khi chúng ta viết câu trả lời thì chúng ta nên nhắc lại cái ý hỏi ở đề bài, đúng nhỉ? Để cho câu trả lời của chúng ta nó đầy đủ, tránh cái việc chúng ta trả lời trống không, đúng chưa? Đầu tiên là nỗi nhớ da diết về Hà Nội trong quá khứ với những hình ảnh thân thuộc như phố dài, mái ngói, cây liễu bên hồ, cây cơm nguội, phố Bàng. Nhớ về những thành phố anh đã từng đi qua, lớn lên, những năm tháng tuổi trẻ như những thành phố biếc xanh, thành phố tóc thề áo trắng, thành phố bên hồ. Và đi kèm với nỗi nhớ là sự xúc động, bồi hồi, tiếc nuối vì một cái gì đã mất, một cái gì đã qua không thể trở lại. Đó, đấy là phần thứ nhất. Phần thứ hai chúng ta sẽ diễn đạt thế này. Đến khổ cuối của bài thơ, nhân vật trữ tình anh đã tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn khi được đi giữa lòng Hà Nội ở thời điểm hiện tại, khi anh cảm thấy lòng mình yên tĩnh quá, khi đưa em đi giữa những hàng cây của phố của Hà Nội chiều nay. Đó. Các bạn lưu ý là cô giáo hướng dẫn các bạn chỉ ra sự vận động cảm xúc bằng việc khảo sát cả bài thơ. Nhưng khi chúng ta viết câu trả lời thì với những câu hỏi ở phần đọc hiểu như thế này, các bạn không được phép viết quá 10 dòng. Viết dài quá vừa là làm loãng ý, vừa là làm mất thời gian của chúng ta. Nó sẽ ảnh hưởng đến phần viết ở cái mục sau, đúng nhỉ? Các bạn lưu ý cho cô, thao tác thì có thể làm kỹ ở bên ngoài, nhưng viết thì viết ngắn gọn thôi. Chúng ta sang câu hỏi đọc hiểu số 5. Từ tâm trạng của nhân vật trữ tình anh khi ở giữa lòng Hà Nội chiều nay, anh chị hãy bày tỏ suy nghĩ về chốn bình yên trong tâm hồn mỗi người. Trình bày khoảng 5-7 dòng. Đấy, câu này cũng là dạng câu hỏi vận dụng và chiếm một điểm trong phần đọc hiểu. Nhưng người ta cũng chỉ yêu cầu chúng ta viết 5-7 dòng thôi. Được chưa nhỉ? Thế thì câu này nó cũng giống như là một cái đoạn văn nghị luận xã hội thu nhỏ đấy. Đúng nhỉ? Chúng ta thấy là ở đây đáp án của trong đề của bộ thì khá là ngắn gọn. Là thí sinh trình bày suy nghĩ của bản thân về chốn bình yên trong tâm hồn mỗi người, có thể theo hướng nơi con người được chở che yêu thương, nơi được sống là chính mình. Nhìn cái đáp án này chúng ta sẽ không biết cách viết để chúng ta lấy trọn điểm câu này. Đây, cô giáo hướng dẫn các bạn. Mức độ của câu hỏi này là mức độ Dookki số 4, vận dụng, tuy nhiên nó lại không phải là quá khó, đúng không? Và chúng ta sẽ trình bày suy nghĩ về một vấn đề gợi ra từ tác phẩm. Thế thì kỹ năng chúng ta cần có, đấy là từ nội dung của văn bản thì mình phải mở rộng suy nghĩ đến các vấn đề khi đặt nó trong đời sống. Nó sẽ tránh một cái lỗi sai mà các bạn rất hay mắc phải. Đấy là chúng ta quay lại chúng ta phân tích bài thơ. Rất nhiều bạn mắc cái lỗi sai này. Chúng ta sẽ chỉ ra là chốn bình yên của anh được thể hiện qua những câu thơ nào, trích dẫn ra rồi chúng ta phân tích, đúng không? Như vậy là chúng ta đang lạc đề. Ở đây các bạn phải hiểu là chúng ta trình bày suy nghĩ của mình, tức là chúng ta đang viết một đoạn văn nghị luận xã hội ngắn, đúng không nhỉ? Và cái cấu trúc của đoạn văn nghị luận xã hội ngắn, cho dù là ngắn thì nó vẫn cần phải đảm bảo một số các ý. Phải có câu giới thiệu, phải có câu diễn giải vấn đề, phải có câu bày tỏ suy nghĩ của chúng ta,
phải có câu rút ra được cái bài học sau khi chúng ta suy luận như thế, bàn luận như thế, đúng không nhỉ? Thế thì cái cấu trúc cô giáo đưa ra vẫn gồm có 4 phần là giới thiệu, diễn giải, bàn luận và rút ra bài học. Cô giáo hướng dẫn các bạn trả lời theo cái mô hình đoạn văn nhỏ mà cô giáo vừa cung cấp cho các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta vẫn phải dẫn dắt vào vấn đề. Và cô nhắc lại là với các câu hỏi đọc hiểu thì chúng ta cần phải nhắc lại yêu cầu của đề bài. Ví dụ như với câu số 5 này, mình có thể lấy nguyên cái lệnh đề của câu 5, đó là gì? Từ tâm trạng của nhân vật trữ tình anh khi ở giữa lòng Hà Nội chiều nay. Có thể thay thế này, tôi có một số những suy nghĩ riêng về chốn bình yên trong tâm hồn mình. Hoặc là mỗi người sẽ có những suy nghĩ riêng về chốn bình yên trong tâm hồn của mình, được chưa nhỉ? Sau cái câu dẫn dắt giới thiệu này thì chúng ta cần phải giải thích chốn bình yên ở đây là gì. Vì đề bài không yêu cầu chúng ta trình bày một khía cạnh cụ thể nào về chốn bình yên, cho nên là mình sẽ phải diễn giải và chúng ta sẽ phải bày tỏ quan điểm của chúng ta về cái chốn bình yên này, đúng không nhỉ? Đấy, thế thì theo đó các bạn sẽ giải thích cho cô chốn bình yên ở đây, đó là nơi có thể mang lại cho ta cảm giác thanh thản, không còn những lo âu, day dứt. Và chúng ta có thể đưa ra cái biểu hiện của chốn bình yên, đó là những cái điều rất giản dị, ví dụ như là buổi chiều dạo phố này, hay là khoảnh khắc bên người thân này, hay thậm chí nó là một sự hài lòng với hiện tại, đúng nhỉ? Đó. Và từ đây thì chúng ta sẽ đưa ra cái quan điểm của bản thân chúng ta về giá trị của chốn bình yên. Được sống trong chốn bình yên thì con người sẽ được che chở. Con người sẽ được là chính mình, sẽ được yêu thương chân thành, sẽ được tự do trong tâm hồn. Đấy, một cái câu văn này thôi nhưng chúng ta đã có được 4 ý để bàn luận về vai trò của chốn bình yên, đúng nhỉ? Và ở đây, suy nghĩ về một cái vấn đề gì đó thì bao giờ cũng phải sẽ rút ra những cái gì đây? À, những cái kinh nghiệm, những cái nhận thức, những cái bài học cho mình. Vậy thì câu kết của đoạn văn chúng ta nên viết đó là một cái câu, à, rút ra bài học, đúng nhỉ? Mỗi người cần biết trân trọng, giữ gìn chốn bình yên của riêng mình. Đấy, một cái đoạn văn nếu gộp lại thì nó cũng chỉ tầm khoảng 6-7 dòng thôi. Nhưng nó sẽ thể hiện được những cái suy nghĩ về chốn bình yên theo quan điểm riêng của chúng ta. Và chúng ta sẽ có điểm khi mà chúng ta làm theo một cái cấu trúc như thế này. Và nếu như các bạn có được những cái công thức để đưa ra những câu trả lời ở các câu hỏi đọc hiểu này, thì việc trả lời thứ nhất là rất nhanh. Cái thứ hai là nó sẽ không bị mất điểm. Được chưa nhỉ? Đó. Và mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ lấy full điểm phần đọc hiểu nhé. Nếu có bị trừ thì chúng ta sẽ để trừ ở những cái phần viết phần sau thôi, đúng không? Rồi, chúng ta sang đến phần viết nào. Phần viết thì đề này cô giáo đánh giá là một đề khá là nhẹ so với lại những cái đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia ở những năm học trước và so với đề minh họa lần 1. Tại vì là cái phần viết đoạn của chúng ta là đoạn văn nghị luận văn học. Và cái ngữ liệu thì nó lại là ngữ liệu luôn ở phần đọc hiểu. Và đã trải qua 5 câu hỏi đọc hiểu, tức là chúng ta đã già ngữ liệu một cách rất là kỹ càng rồi, đã cày nát cái ngữ liệu đấy rồi. Và bây giờ là việc chúng ta nhặt ý từ những phần đọc hiểu đã phân tích trước đó và cho vào đoạn văn của chúng ta ở phần này, được không nhỉ? Đấy, thế các bạn nhìn cho cô đáp án của bộ này. Theo đó thì các bạn rất cần phải để ý, cái thứ nhất là về hình thức dung lượng. Thường thì dung lượng chúng ta sẽ không ngồi để đếm chữ, 200 chữ, nhưng mà hơn kém một chút cũng được, không vấn đề gì, đúng không nhỉ? Nhưng mà về cái hình thức của đoạn thì chắc chắn là phải đảm bảo. Đoạn văn về mặt hình thức nó sẽ được nhận diện thông qua việc chúng ta viết hoa lùi đầu dòng và dấu chấm xuống dòng, đồng thời là sẽ phải viết hoa ở đầu các câu, đúng nhỉ? Tuyệt đối các bạn không xuống dòng nhé. Tiếp nữa là xác định đúng vấn đề nghị luận thì các bạn phải đọc kỹ đề. Đoạn văn này nói về yêu cầu chúng ta là phân tích hình ảnh Hà Nội qua cảm nhận của nhân vật trữ tình anh. Như vậy là cái cụm từ cần được lặp đi lặp lại ở trong đoạn văn sẽ là hình ảnh Hà Nội và nhân vật trữ tình anh, đúng chưa nhỉ? Đó, thế thì chỉ cần các bạn viết về vấn đề này, chưa cần biết các bạn viết đúng hay là viết sai, viết hay hay viết dở là chúng ta đã có điểm ở phần này rồi. Và đương nhiên đi thi thì từ 0,25 điểm đều rất là đáng quý, cho nên chúng ta trân trọng từng chút một, đúng không nhỉ? Tiếp nữa, các bạn sẽ thấy phần C là phần đang để được nhiều điểm nhất, nó sẽ chiếm 1 điểm. Thế thì toàn bộ những cái thao tác lập luận mà chúng ta đã được học, thao tác lập luận được học ở bài 3 của chương trình lớp 12, đúng không? Thao tác lập luận này, rồi việc chúng ta sử dụng bằng chứng,
chúng ta phân tích bằng chứng thì nó sẽ rơi hết ở mục này. Đấy. Theo đấy thì đáp án của Bộ chỉ đưa ra cho chúng ta có hai gạch đầu dòng thôi. Các bạn phải thể hiện được hình ảnh Hà Nội ở đây có hai đặc điểm. Đặc điểm 1 là cổ kính, thâm trầm, thơ mộng, êm đềm. Đúng nhỉ? Đặc điểm số 2 là khơi gợi cảm giác bình yên, thanh thản. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ phải có những cái kỹ năng chúng ta viết, lấy dẫn chứng, phân tích để chúng ta ra được hai ý này. Đúng không? Tiếp theo các bạn nhìn này, diễn đạt chính tả ngữ pháp là 0,25. Thông thường thì sai 1-2 lỗi là người chấm người ta cũng không trừ các bạn đâu. Nhưng mà sai nhiều thì chắc chắn là bị trừ rồi, đúng không nhỉ? Về sáng tạo thì sáng tạo nó sẽ thể hiện ở một số các phương diện. Cái thứ nhất là chúng ta có cách diễn đạt nó rất là trôi chảy, mượt mà và các câu được liên kết chặt chẽ. Cái thứ hai là chúng ta có những phần phân tích sâu, đúng nhỉ? Cái thứ ba là chúng ta có thể kết hợp rất là nhuần nhuyễn các thao tác lập luận và biết cách phân tích dẫn chứng lý lẽ một cách gọi là hợp lý, hài hòa với nhau, đúng nhỉ? Đó. Thế thì đấy là phân tích đáp án để chúng ta biết cách gọi là triển khai cái đoạn văn của mình. Thế còn các thao tác cụ thể thì các bạn có thể quan sát lên đây, cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn, đúng nhỉ? Về dạng câu hỏi thì đây là dạng câu hỏi ở mức độ DOQ số 3 vận dụng và chúng ta sẽ phải thực hành viết, đúng nhỉ? Các bạn chú ý cho cô này. Về đoạn văn nghị luận văn học thì sẽ có nhiều bạn là ngại viết và thường là chúng ta hay bị mất điểm ở dạng câu này. Thế nhưng cô giáo sẽ giới thiệu với các bạn một cái cấu trúc đoạn văn mà chúng ta có thể áp dụng với các đoạn văn nghị luận văn học một cách rất là hiệu quả nếu như chúng ta áp dụng chặt chẽ, đúng, được chưa nhỉ? Đó là cái mô hình đoạn văn được ký hiệu bằng chữ T, E, E, C và L, đúng nhỉ? Bạn nào mà học tiếng Anh thì chúng ta cũng thấy là cái mô hình này có thể cũng được vận dụng trong các bài thi IELTS của tiếng Anh, đúng không? Đấy. Thế thì cái chữ T ở đây là chữ viết tắt của chữ topic, đúng không? Tức là giới thiệu vấn đề. Từ đây cô giáo sẽ ký hiệu vấn đề ở đây là chữ A lớn này nhé. Chúng ta sẽ cần phải giới thiệu vấn đề A bằng một cái câu chủ đề khái quát được nội dung của cả đoạn này. Đồng thời sẽ thể hiện được những đánh giá khái quát của người viết về vấn đề. Như vậy là cái chữ T ở đây nó sẽ có hai nhiệm vụ. Một là giới thiệu vấn đề và hai là thể hiện đánh giá của người viết về vấn đề. Đúng nhỉ? Chữ E thứ nhất, tức là sau khi chúng ta viết câu chủ đề xong thì chúng ta sẽ phải có những cái câu diễn giải bằng một vài các câu văn, được không nhỉ? Sẽ phải diễn giải cái A đấy bằng một vài những cái câu văn cụ thể hơn, được chưa nhỉ? Nếu chiếu theo cái cấu trúc của văn bản thông tin ấy thì cái chỗ này nó giống như cái phần SAPO của văn bản thông tin ấy, đúng nhỉ? Đấy. Chữ E thứ hai nó chính là dẫn chứng. Chúng ta sẽ đi thu thập dữ liệu về A trong văn bản bằng cách là trích dẫn những câu thơ, những hình ảnh thơ cụ thể, được không nhỉ? Ở đây A chính là hình ảnh về Hà Nội, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thu thập những cái câu thơ, hình ảnh thơ mà viết về Hà Nội, được không nhỉ? Các bạn có đề trong tay, chúng ta sẽ gạch luôn vào trong đề chứ cũng không cần phải viết ra làm gì cho mất thời gian, đúng không? Chữ C tiếp theo, tức là chúng ta sẽ đi bình luận, sẽ đi phân tích từ những cái dẫn chứng mà chúng ta đã tìm được. Đấy, những dữ liệu ở phần trên nói lên đặc điểm gì của A, được không nhỉ? Phải phân tích dữ liệu để chỉ ra đặc điểm của A. Và chú ý là khi chỉ ra đặc điểm của A thì chúng ta phải sử dụng các tính từ, các cụm tính từ cụ thể, được không nhỉ? Nói về hình ảnh Hà Nội thì Hà Nội nó phải thế nào? Nó phải thâm trầm, nó phải thơ mộng, êm đềm hay là gì gì đấy. Tức là nó phải được gọi tên bằng các tính từ cụ thể. Và từ đó thì các bạn sẽ đánh giá giúp cô là qua việc thể hiện Hà Nội như thế thì tác giả đã thể hiện những cái tư tưởng, thể hiện những tình cảm gì, được không nhỉ? Đấy, cái phần C này sẽ là cái phần trọng tâm của bài. Bài có sâu hay không, chúng ta có được điểm cao hay không, nó sẽ nằm chủ yếu ở cái phần C này, đúng không? Và cái chữ L cuối cùng, nó sẽ là cái phần mà chúng ta kết luận về A bằng việc chúng ta chỉ ra những tác động của A đối với lại cảm xúc, nhận thức của người viết, tức là của chính chúng ta này, đúng nhỉ? Mình có thể liên tưởng, có thể vận dụng, có thể chỉ ra những cái cảm xúc của bản thân mình. Nhưng chú ý chúng ta là lớp 12 và chúng ta đang làm văn nghị luận. Nên là chúng ta sẽ không thể viết cảm xúc theo kiểu văn lớp 6, lớp 7. Kiểu như là em thích nhất rồi em cảm thấy thế này, em cảm thấy thế kia được. Nó là cái dạng văn phát biểu cảm nghĩ, đúng không nhỉ? Đó. Thế thì ở đây các bạn ghi nhớ cho cô cái cấu trúc này và chúng ta vận dụng nó rất dễ. Lát nữa cô giáo sẽ hướng dẫn cụ thể.
Cô giáo cũng có thể tổng hợp lại thành một số những cái câu hỏi để chúng ta có thể tìm ý cho cái phần viết đoạn văn nghị luận văn học này. Câu hỏi số 1, vấn đề nghị luận A ở đây là gì? Được chưa nhỉ? Câu hỏi số 2 là A được hiểu như thế nào? Câu hỏi 3 là A biểu hiện ra sao qua văn bản, đúng không? Câu hỏi thứ 4 là A có đặc điểm gì và gợi ra tư tưởng tình cảm gì? Câu hỏi 5 là A có giá trị như thế nào và tác động đến em ra sao? Đấy. Một là nhớ các cái ký hiệu T, E, E, C, L. Hai là chúng ta nhớ cho cô những cái câu hỏi để tìm ý như thế này. Cô giáo đảm bảo rằng khi chúng ta nắm chắc được cái cấu trúc này, chúng ta có thể viết đoạn văn rất là dễ và chúng ta không bị trừ điểm. Đúng nhỉ? Hoặc là có trừ thì chỉ bị trừ cái phần sáng tạo thôi nếu chúng ta viết không hay. Đúng không? Đấy. Thế thì ở đây, chiếu vào cái đề bài cụ thể này, cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn theo cái mô hình T, E, E, C, L mà cô giáo vừa hướng dẫn. Đây, T này. Chúng ta sẽ đưa ra một câu chủ đề. Qua cảm nhận của nhân vật trữ tình, hình ảnh Hà Nội hiện lên như một bức tranh thơ mộng đầy sức sống với những nét đẹp văn hóa và tâm hồn đặc trưng. Đó. Chúng ta đã nhắc lại được hai cụm từ khóa rất quan trọng trong đề bài. Đó là gì đây? Cảm nhận của nhân vật trữ tình. Và thứ hai là hình ảnh Hà Nội. Đúng không nhỉ? Và cô giáo có nói là cái chữ T nó có hai nhiệm vụ, đúng không? Một là giới thiệu vấn đề. Nhắc lại hai từ cụm từ khóa đấy là chúng ta giới thiệu xong vấn đề rồi đấy. Nhưng chữ T còn một nhiệm vụ nữa là thể hiện đánh giá của người viết. Thế thì ta có thể đánh giá một cách khái quát. Ở đây đó là một bức tranh thơ mộng đầy sức sống với những nét đẹp văn hóa và tâm hồn đặc trưng. Trong phòng thi nếu ta không nghĩ được những cái câu mà nó mượt mà, nó hay, nó hình ảnh thì mình cứ đưa ra một cái đánh giá nào đấy dựa trên cái phần đọc hiểu chúng ta đã tìm hiểu ở phần trên. Đúng chưa nhỉ? Đấy, xong phần T, xong phần giới thiệu này. Và khi các bạn viết được cái phần giới thiệu rõ ràng như thế này thì chúng ta còn lấy được điểm ở phần xác định vấn đề nữa cơ. Đúng không? Đó. Tiếp nhá. Chúng ta sang cái chữ E đầu tiên. Chữ E đầu tiên ở đây là giải thích, tức là A được hiểu như thế nào đấy. Đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ chỉ diễn giải ra cho cô là hình ảnh Hà Nội ở bài thơ này được thể hiện một cách khái quát như thế nào. Thế thì ở cái câu hỏi số 4 của phần đọc hiểu ấy, mình đã chỉ ra là cảm xúc của nhân vật trữ tình được vận động qua hai cái khoảng thời gian, đấy là Hà Nội trong ký ức, tức là trong quá khứ, và Hà Nội của hiện tại, đúng không? Vậy thì trả lời được câu 4 là sẽ trả lời được câu này. Hà Nội ở đây được khắc họa qua hai thời điểm trong cảm nhận của nhân vật trữ tình, là Hà Nội trong quá khứ, nơi anh và em đã từng đến và đi, và Hà Nội của hiện tại, nơi anh được dắt em đi dưới những hàng cây giữa lòng thành phố chiều nay. Đúng nhỉ? Đấy. Đấy, chúng ta đã giải thích xong và làm rõ hơn cái câu chủ đề đã gợi ra ở phần thứ nhất. Tiếp nữa này. Trong cấu trúc đề thì cô giáo cấu trúc hướng dẫn đoạn văn ấy thì cô giáo đang tách riêng cái chữ E thứ hai và chữ C ra làm hai phần để các bạn hình dung về mặt thao tác thôi, về mặt kỹ năng thôi. Thế còn trong quá trình viết thì chúng ta nên kết hợp hai phần này lại với nhau. Tại vì dẫn chứng đưa ra đến đâu thì sao? Mình phải phân tích đến đấy. Chứ không thể nào mà tôi đưa dồn một đống dẫn chứng phía trên, xong rồi tôi lại phân tích một loạt phía dưới. Như vậy là giữa dẫn chứng với phần lý lẽ phân tích nó sẽ thế nào? Không kết hợp chặt chẽ với nhau và ta sẽ bị trừ điểm ở cái phần sự lập luận, đúng nhỉ? Đấy, thế thì ở đây dẫn chứng đưa ra đến đâu, chúng ta sẽ phân tích đến đó. Theo đấy thì ở vận dụng vào bài này, chúng ta có thể thấy này, sẽ có hai ý lớn các bạn cần triển khai, đúng không? Hà Nội trong quá khứ được thể hiện bằng hàng loạt các hình ảnh. Phần này thì cô giáo đang hướng dẫn rất là bài bản nên là cô nhặt hết các hình ảnh. Thế còn đâu trong bài viết thì các bạn liệu cơm gắp mắm nhá. Nghĩa là chúng ta sẽ tùy vào thời gian, tùy vào sức viết của từng người để chúng ta lựa chọn những cái hình ảnh nó tiêu biểu nổi bật, đúng không? Ví dụ, những hình ảnh phố dài, mái ngói. Đây nó sẽ thể hiện cái không gian đặc trưng của Hà Nội và nó mang cái dấu ấn của thời gian. Hay là màu lá xanh như ngọc, có biện pháp, so sánh. Chú ý là đề thì yêu cầu là phân tích hình ảnh Hà Nội. Tuy nhiên trong thơ thì nội dung nó luôn luôn gắn liền với lại hình thức. Bất cứ một nội dung nào nó cũng đều phải được thể hiện thông qua một hình thức nghệ thuật cụ thể, đúng không? Nên là rất cần phải khai thác những cái biểu hiện về mặt nghệ thuật của đoạn thơ này. Màu lá xanh như ngọc là biện pháp so sánh, thể hiện vẻ đẹp tươi trẻ, trong trẻo và tinh khôi, đúng không nhỉ? Xanh như ngọc mà. Cái màu xanh ngọc ấy nó là màu xanh rất là trẻ trung, rất là tươi tắn, đúng không?
tiếp. Hình ảnh cây liễu xưa đứng bên hồ được ví như một bóng người Hy Lạp cổ. Cái này thì lại là câu số 2 phần đọc hiểu chúng ta vừa chỉ ra, đúng không? Đấy, bóng người Hy Lạp cổ. Người Hy Lạp cổ thì chúng ta thấy nó vẻ đẹp thế nào? Cổ kính, đúng không nhỉ? Thâm trầm, đó. Tiếp nữa này, không gian thành phố còn được điểm xuyết bởi hình ảnh của cây cơm nguội ửng vàng nhớ nắng. Ửng vàng nhớ nắng, biện pháp gì? Nhân hóa, đúng không? Miêu tả sinh động vẻ đẹp nên thơ của cây cơm nguội vàng, một nét rất đặc trưng, rất giàu chất thơ của Hà Nội. Giờ gì nữa, hình ảnh phố bàng đông đúc trẻ con. Cái nơi mà trẻ con có thể tụ tập được đông đúc ấy, mặc dù nó ồn ào náo nhiệt, nhưng đó lại là một nơi rất thanh bình, đúng nhỉ? Đấy, thế thì thông qua việc khai thác những cái hình ảnh thơ này, chúng ta có thể đưa ra được cái kết luận thứ nhất về vẻ đẹp của Hà Nội. Một Hà Nội hiện lên rất là cổ kính, thâm trầm, êm đềm, thanh bình và thơ mộng, đúng nhỉ? Tiếp nữa nhá, chúng ta sẽ còn có Hà Nội của hiện tại được thể hiện ở câu thơ cuối. Với cái đoạn văn này thì chúng ta lại không cần quan tâm đến khổ ba của bài đọc hiểu của bài thơ đâu. Vì khổ ba của bài thơ là đang nói về những thành phố nơi anh đã đi qua, đúng nhỉ? Không phải Hà Nội. Thì chúng ta sẽ căn cứ vào khổ 1, khổ 2 và khổ 4. Ở khổ 4 các bạn sẽ thấy là không gian mở ra là không gian dưới những hàng cây, gợi ra một cái cảm giác gì đấy rất là bình yên và thong thả, đúng không nhỉ? Và ở đây chúng ta cũng đã chỉ ra được sự vận động cảm xúc của nhân vật trữ tình ở câu 4. Mình có thể vận dụng luôn: lòng mình yên tĩnh quá. Sự yên bình của Hà Nội có khả năng làm dịu đi mọi sao động trong tâm hồn của con người, được chưa nhỉ? Và cái sự bình yên này được cảm nhận như là một điều rất đặc biệt, rất hiếm có ở câu thơ Nội yên như điều kỳ lạ. Như vậy chúng ta có thể kết luận Hà Nội được miêu tả ở đây là một không gian vật lý. Thế nhưng với nhân vật trữ tình anh, các bạn chú ý là Hà Nội qua cảm nhận của nhân vật trữ tình, đúng không? Thì nó còn là một không gian tinh thần, là nơi mà anh có thể tìm thấy sự bình yên, thanh thản, đúng nhỉ? Đó, và chúng ta kết luận thế thôi. Và chúng ta sẽ còn một cái ý nữa, đó là qua phần phân tích phía trên thì tác giả thể hiện tư tưởng tình cảm gì, đúng không nhỉ? Viết về Hà Nội với những vẻ đẹp như thế thì chúng ta thấy được điều gì? À, chắc chắn là Hoàng Phủ Ngọc Tường phải yêu, phải trân trọng Hà Nội thì mới có thể viết được về Hà Nội như thế, đúng không nhỉ? Và có thể thấy là Hà Nội được thể hiện ở hai khoảng thời gian khác nhau. Thế thì từ đây chúng ta cũng có thể thể hiện được cái tư tưởng của nhà thơ. Đó là gì? Hà Nội xứng đáng là một nơi để người ta tìm về sau những tháng ngày bươn trải, bôn ba của cuộc sống. Được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta xong phần chữ E và chữ C tiếp theo. Và chúng ta còn một chữ cuối cùng là chữ L. Và các bạn sẽ kết luận cho cô giáo về đoạn thơ này thôi. Bằng những vần thơ giản dị tự do với hình thức tâm sự giữa anh và em, thì Hoàng Phủ Ngọc Tường đã xây dựng một hình ảnh Hà Nội thân thuộc với những vẻ đẹp đặc trưng của một thành phố ngàn năm văn hiến. Đó. Thế thì cô giáo đã hướng dẫn các bạn là đi theo từng bước một, khai thác từng hình ảnh một để chúng ta có thể gói nó lại thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Với một hệ thống ý như thế này thì các bạn chỉ cần bổ sung thêm những cái diễn đạt cần thiết, liên kết các câu văn lại với nhau là chúng ta sẽ có một đoạn văn. Cái dung lượng đoạn văn cũng không quá dài đâu, nhưng nó sẽ rất là đủ ý. Và khi chấm thì người ta có thể nhìn thấy ngay những cái hệ thống ý của các bạn và người ta sẽ khó để trừ điểm các bạn, đúng nhỉ? Đấy, thì đoạn văn hoàn chỉnh cô giáo đang để trên màn chiếu. Các bạn cũng có thể dừng lại để chúng ta đọc cái đoạn văn này và tham khảo cái cách mà kết nối các câu văn lại với nhau để tạo thành một cái đoạn văn hoàn chỉnh có kết nối chặt chẽ. Được chưa nhỉ? Rồi, cô giáo hy vọng rằng là với cái cấu trúc TEECL mà cô giáo giới thiệu với các bạn, thì không chỉ với cái đề minh họa này mà với bất cứ một cái đề bài nào khác, các bạn đều có thể viết được những đoạn văn rất là tốt, đúng nhỉ? Rồi, chúng ta sang đến câu cuối cùng của đề minh họa và cũng là câu nhiều điểm nhất, đó là câu 2, 4 điểm. Chúng ta sẽ viết một bài văn nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống. Đây chính là hiện tượng mà nhiều người thì hào hứng đón nhận lợi ích của trí tuệ nhân tạo, nhưng không ít người lại lo lắng về sự phụ thuộc của con người vào nó. Chúng ta sẽ phải trình bày suy nghĩ và chúng ta đang nhìn với góc nhìn của một người trẻ về vấn đề trên, đúng nhỉ? Thế thì với dạng bài nghị luận xã hội này, thì các bạn cũng cần phải biết được một cái công thức để làm bài và đảm bảo chúng ta phải phủ được ý ở tất cả các cái công thức đấy để các bạn không bị mất điểm, đúng nhỉ? Đây, các bạn nhìn đáp án của bộ nhé. Đầu tiên là đảm bảo cấu trúc và dung lượng.
cấu trúc, tức là chúng ta, bài làm của chúng ta sẽ phải có cả mở, thân, kết, và thân bài thì phải được triển khai thành các luận điểm, tức là phải xuống dòng, đúng nhỉ? Đây là văn nghị luận và nó là một cái yêu cầu bắt buộc của cấu trúc văn bản nghị luận. Cái này chúng ta đã được học rất kỹ ở lớp 11, đúng không? Cái thứ hai là chúng ta cũng phải xác định được đúng vấn đề nghị luận. Mỗi phần này các bạn được 0.5 điểm. Và phần C là phần mà người ta yêu cầu chúng ta đáp ứng các cái ý cơ bản. Ở đây các bạn nhìn nhá, mở bài là giới thiệu vấn đề này, thân bài thì gồm có giải thích này, bàn luận thì có 3 dấu cộng, con người hào hứng đón nhận trí tuệ nhân tạo, con người lo lắng về sự phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo, và người trẻ thì phải thế nào đây? Cần chủ động tích cực nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, tức là chúng ta phải định hướng về mặt hành động, đúng không? Tiếp theo này, phần thân bài sẽ có thêm một cái gạch đầu dòng nữa là mở rộng vấn đề, trao đổi quan điểm trái chiều hoặc là ý kiến khác. Có nhiều dạng bài nghị luận xã hội khác nhau, tuy nhiên là những cái phần mà người ta gạch chân ở gạch đầu dòng ở đây cũng có thể coi là những cái phần cứng ở trong bất cứ một bài văn nghị luận xã hội nào và bắt buộc chúng ta phải đảm bảo các cái ý cơ bản như thế này, đúng không nhỉ? Phần kết bài là chúng ta sẽ khái quát về vấn đề. Đương nhiên là người ta luôn khuyến khích các bạn sáng tạo và có thể chấp nhận cả những cái cách viết khác. Tuy nhiên, cô giáo nghĩ rằng là chúng ta vẫn cần phải đảm bảo cấu trúc, đảm bảo công thức. Để thứ nhất, tránh việc chúng ta phải nghĩ mất nhiều thời gian. Cái thứ hai là chúng ta đỡ bị mất điểm, đúng nhỉ? Đấy, thế còn phần diễn đạt và phần sáng tạo thì các bạn có thể xem thêm ở trên đáp án. Cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể về cách làm của dạng bài này. Đầu tiên là về công thức. Phân tích dạng câu hỏi thì đây là mức độ cao nhất, mức độ DOQ số 4, đúng nhỉ? Và chúng ta sẽ phải vận dụng kiến thức, hiểu biết của chúng ta để hoàn thành một bài văn nghị luận xã hội. Về công thức để làm bài thì đây, phần mở bài, đáp án của bộ thì yêu cầu là giới thiệu được vấn đề. Nhưng cũng như cái câu đoạn văn ấy, thì phần mở bài, cô giáo nghĩ rằng chúng ta không dừng lại ở việc giới thiệu được. Vì đây là văn nghị luận, mà bản chất của văn nghị luận đó là gì? Bày tỏ quan điểm, suy nghĩ cá nhân của chúng ta, đúng không nhỉ? Một cái mở bài hoàn chỉnh sẽ phải gồm có hai ý. Một là giới thiệu vấn đề nghị luận. Và đương nhiên rồi, chúng ta vẫn cần phải nhặt những từ khóa quan trọng trong đề bài để đưa vào phần giới thiệu. Dù là ta giới thiệu theo cách trực tiếp hay gián tiếp, thì cái yêu cầu này là yêu cầu bắt buộc. Cái thứ hai là sẽ bày tỏ quan điểm đánh giá của người viết, đúng chưa? Sang phần thân bài, thì đầu tiên các bạn sẽ giải thích. Giải thích thì chúng ta sẽ đi theo một cái quy trình nhất định, đó là giải thích từ khái niệm. Sau đó thì sẽ rút ra nội dung, ý nghĩa của vấn đề, được chưa nhỉ? Phần bàn luận, tùy vào từng dạng bài, chúng ta sẽ đưa ra được một cái hệ thống luận điểm để bàn luận về vấn đề. Tuy nhiên có một nguyên tắc các bạn phải nhớ là với mỗi một ý lớn, cô giáo gọi là với mỗi một luận điểm đi. Thứ nhất, chúng ta phải xuống dòng. Thứ hai là chúng ta phải có những cái ý nhỏ để phân tích, để làm rõ, làm sâu cái ý này. Tức là phải có hệ thống lý lẽ. Và với mỗi một luận điểm, đây là bài văn cho nên phải có một dẫn chứng, ít nhất là một dẫn chứng để chúng ta minh họa cho lý lẽ. Và các bạn cũng cân đối với cho cô về cái dung lượng giữa lý lẽ với lại dẫn chứng, làm sao cho nó phải phù hợp để tránh việc là một bài thiên về lý thuyết suông hoặc là một bài thiên về trình bày dẫn chứng, đúng nhỉ? Đấy. Sau phần bàn luận thì như cô đã nói, nhất định mình phải có phần mở rộng hoặc là phản đề, hoặc là cả mở rộng cả phản đề. Mở rộng tức là chúng ta liên hệ đến một vấn đề tương tự, từ đó mở rộng hơn ý nghĩa của vấn đề. Còn phản đề là chúng ta sẽ lật ngược lại vấn đề. Chúng ta có thể dự đoán những quan điểm trái chiều. Và khi dự đoán những quan điểm trái chiều như vậy thì đừng có dừng lại ở đấy. Nếu chúng ta chỉ đưa ra mà chúng ta không phản biện, tức là chúng ta đang bị thua đấy, bị thất bại đấy, đúng không nhỉ? Đưa ra rồi phải phản biện để bảo vệ quan điểm của bản thân chúng ta. Hoặc là chúng ta sẽ đưa ra những cái tình huống giả định. Nếu như không có A hoặc không có không như A thì sẽ ra sao? Được chưa nhỉ? Đó. Thế thì phần mở rộng, phần phản đề sẽ là phần làm cho bài viết của chúng ta thêm phần sâu sắc, không được thiếu, đúng không nhỉ? Phần kết bài, các bạn khái quát cho cô vấn đề nghị luận. Và sau đó thì chúng ta sẽ rút ra những cái bài học về nhận thức và hành động. Đấy. Thế thì cái công thức này là công thức chúng ta phải găm ở trong đầu để chúng ta xử lý tất cả những cái bài nghị luận xã hội khác, được chưa nhỉ? Bây giờ chiếu vào bài cụ thể này, cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một. Phần mở bài này, thứ nhất chúng ta giới thiệu vấn đề. Trí tuệ AI là cái vấn đề được nhắc đến ở đây, đúng không nhỉ? Nhưng không phải được nhắc đến một cách chung chung
mà được nhắc đến với hai xu thế. Một xu thế đó là hào hứng đón nhận và một xu thế là lo ngại về sự phụ thuộc. Vậy thì khi chúng ta giới thiệu, chúng ta sẽ phải đảm bảo cả ba nội dung này. Trí tuệ nhân tạo AI đang là xu hướng công nghệ được quan tâm toàn cầu. Có hai luồng quan điểm trái chiều về AI, hào hứng đón nhận và lo ngại về sự phụ thuộc. Các bạn có thể diễn giải nó dài dòng hơn, nhưng mà cần phải đảm bảo được các ý như thế. Tiếp theo, chúng ta phải bày tỏ được quan điểm của bản thân chúng ta. Đề bài có yêu cầu mình là nhìn từ góc nhìn của người trẻ, đúng không? Vậy thì chúng ta cũng cần phải đưa cái ý đó vào trong cái phần mở bài này. Là một người trẻ, tôi ủng hộ hoặc tôi phản đối gì gì đó. Tuy nhiên, theo cô thì cái đề bài này chúng ta nên ủng hộ. Ủng hộ cái quan điểm sử dụng AI vì đó là một xu thế thế nào không thể tránh khỏi trong thời hiện đại ngày hôm nay, đúng không? Vậy ta sẽ viết một cách khéo léo. Là một người trẻ, tôi ủng hộ việc ứng dụng AI một cách thông minh và có chọn lọc. Nhưng AI mang lại nhiều lợi ích, nhưng cần mà phải có cách tiếp cận thế nào cân bằng để tránh bị phụ thuộc. Như vậy, tôi không chối bỏ AI, nhưng mà tôi dùng nó thế nào một cách cân bằng. Đấy là quan điểm của tôi. Và toàn bộ bài làm phía sau, phần thân bài, phần kết bài, tôi sẽ giữ nguyên cái quan điểm như thế này. Chú ý về cái sự thống nhất của quan điểm. Mở bài đưa ra quan điểm như thế nào thì toàn bộ những phần sau chúng ta sẽ phải giữ nguyên cái quan điểm đó. Tránh cái việc là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, tức là phần mở bài thì đưa ra việc đồng ý nhưng đến sau thì lại phản biện lại chính mình, được chưa nhỉ? Cái lỗi này rất nhiều người mắc và chúng ta sẽ phải khắc phục trong quá trình chúng ta viết. Sang phần thân bài, các bạn nhớ lại cho cô, mục đầu tiên của thân bài bao giờ cũng là giải thích. Và giải thích thì đi từ khái niệm rồi chỉ ra nội dung ý nghĩa của vấn đề, đúng không? Thế thì ở đây mình phải chỉ ra được AI là gì? AI là công nghệ cho phép máy móc mô phỏng trí thông minh và khả năng giải quyết vấn đề của con người. Về cái giải thích này thì chúng ta không phải nặng nề cái việc là mình phải đưa ra một cái giải thích nó rất là hàn lâm, một cái định nghĩa nó rất là hàn lâm. Các bạn diễn giải theo ý hiểu của các bạn, chỉ cần làm sao nó đúng với nội hàm của khái niệm là được, đúng không nhỉ? Sau khi mình đưa xong khái niệm thì mình cũng nên diễn giải cái khái niệm này bằng một vài các biểu hiện. Ví dụ ở đây cô giáo có thể diễn giải thế này: AI được phát triển rộng rãi trên các nền tảng công nghệ, dễ dàng thuận tiện cho người dùng. AI có mặt trong nhiều hoạt động của con người, từ những việc nhỏ nhặt như giải đáp, hỗ trợ học sinh làm bài tập, tra cứu thông tin, lên ý tưởng, đến các công việc đòi hỏi sự tinh xảo và trình độ cao như chẩn đoán, chữa trị bệnh trong y học hay là tự động hóa trong sản xuất. Các bạn lưu ý cho cô, cái phần biểu hiện này nó không phải là cái phần trọng tâm, đúng không nhỉ? Mà đề bài này là chúng ta đang phải trình bày suy nghĩ của mình về hai cái xu thế đón nhận AI. Thế nên là chúng ta đừng sa đà vào phần biểu hiện. Có rất nhiều bạn sẽ mắc cái lỗi sai. Đó là chúng ta thường là chúng ta sẽ hiểu biết về biểu hiện là nhiều nhất. Thế nên là được đất, chúng ta viết rất dài và chúng ta lấy hàng loạt dẫn chứng vào phần biểu hiện này. Trong khi đó thì đây không phải là phần trọng tâm, đúng không nhỉ? Và việc chúng ta dành quá nhiều thời gian, dung lượng vào phần này, nó dẫn đến mất cân đối về mặt bố cục. Người chấm người ta sẽ đánh giá chúng ta không xác định được trọng tâm của yêu cầu. Đấy, và hơn thế nữa là viết dài phần này thì nó còn mất thời gian cho những phần sau, đúng không? Thế nên là biểu hiện nếu như có đưa ra thì chúng ta chỉ đưa rất là ngắn gọn thôi. Và theo cô thì 4-5 dòng chừng này là đủ rồi, đúng nhỉ? Sau khi đưa biểu hiện xong thì chúng ta sẽ rút ra ý nghĩa của vấn đề. Lợi ích của AI là không nhỏ, nhưng tình trạng con người bị phụ thuộc vào nó là một hiện tượng đáng lo ngại. Và xem xét vấn đề này thì sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đa chiều về vai trò của AI trong đời sống hiện đại. Để từ đó thì sẽ có những định hướng hành động đúng đắn trước AI. Đó. Thế thì chúng ta đã giải thích xong, chúng ta đã rút ra được ý nghĩa của vấn đề. Cái phần ý nghĩa của vấn đề ấy, tức là chúng ta đang chứng minh cho người chấm thấy là chúng ta đang bàn về một vấn đề nó có ý nghĩa. Đúng không nhỉ? Cái vấn đề chúng ta đang nói đến nó rất cần thiết, nó rất là bức thiết cho xã hội, nên là tôi sẽ bàn về nó. Đấy. Thế thì phần này chúng ta diễn đạt thành một đoạn văn cho cô, được không nhỉ? Sau đó thì mình mới sang đến cái phần quan trọng nhất của bài, phần trọng tâm của bài là phần bàn luận. Và nếu như có đưa dẫn chứng thì chúng ta sẽ đưa ở đây, được không nhỉ? Bàn luận cái bài này thì lại dễ nhá, là bởi vì đề bài đã tự nó gợi ra cho chúng ta hai luận điểm lớn. Luận điểm thứ nhất, đấy chính là sự hào hứng đón nhận AI. Và luận điểm thứ hai là sự lo ngại về những phụ thuộc vào AI, đúng không nhỉ? Thế thì theo đấy chúng ta sẽ xác định luôn luận điểm 1.
những lợi ích mà AI có thể mang lại cho con người. Chúng ta sẽ không phủ nhận, đúng nhỉ? Con người hào hứng đón nhận trí tuệ nhân tạo bởi những ứng dụng rộng rãi và ưu thế vượt trội của nó. Sau đó thì mình sẽ đưa ra những cái biểu hiện cụ thể, đúng không nhỉ? Trong học tập này, AI hỗ trợ tra cứu thông tin một cách nhanh chóng, chính xác. AI có thể trở thành công cụ giúp việc học tập trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Đó, thì các bạn sẽ diễn giải. Cô giáo lưu ý là với mỗi một ý này thì các bạn vẫn cần phải đưa ra được những cái ý nhỏ để chúng ta phát triển nó, đúng không nhỉ? Sau đó là chúng ta sẽ đưa dẫn chứng. Và các bạn nên làm theo cái kiểu là lý lẽ đưa trước rồi dẫn chứng minh họa sau. Đây là cái kiểu viết theo lối diễn dịch, đúng không? Trong quá trình học ở trên lớp thì thầy cô của các bạn có thể dạy theo cái hướng là đi từ ngữ liệu để đưa ra kết luận, tức là chúng ta tư duy theo hướng quy nạp. Thế nhưng khi viết thì cái lối diễn dịch nó sẽ là cái lối mà người ta dễ nhìn thấy hệ thống ý của các bạn hơn và chúng ta sẽ dễ ăn điểm hơn, đúng chưa nhỉ? Đấy, thế thì đưa lý lẽ xong chúng ta sẽ đưa dẫn chứng. Dẫn chứng ở đây đó là gì? Dựa trên những dữ liệu mà mình cung cấp cho AI thì AI có khả năng phân tích được điểm mạnh, điểm yếu để đưa ra một cái lộ trình học tập cụ thể cho người học. Hay là chúng ta có thể lấy dẫn chứng từ chính trải nghiệm của các bạn. Một bài toán khó, một bài văn khó nhờ sự lên ý tưởng của AI mà tôi đã biết cách để làm nó. Đúng nhỉ? Đấy. Trong công việc thì AI cũng có rất nhiều tác dụng. AI có thể tự động hóa các công việc lặp lại, thay thế con người trong những công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và độ phức tạp cao, tăng năng suất và hiệu quả làm việc. Nhờ AI thì những công việc cồng kềnh, tốn thời gian có thể được giải quyết gọn nhẹ và có hiệu quả cao. Và tương tự như phần trên, sau khi chúng ta đưa lý lẽ xong thì chúng ta vẫn cần phải đưa dẫn chứng. Các công ty ứng dụng AI trong quy trình sản xuất này, các ngân hàng sử dụng AI để xử lý dữ liệu, bảo mật thông tin, phân tích hành vi khách hàng để đề xuất những sản phẩm phù hợp, vân vân. Chỗ này thì chúng ta không cần phải liệt kê nhiều ngữ liệu như nhiều dẫn chứng đâu. Chúng ta chỉ cần lấy mỗi một cái luận điểm lớn này, một cái ý lớn này, một dẫn chứng để minh họa thôi, được chưa nhỉ? Trong cuộc sống thì AI cũng có thể mang lại rất nhiều tiện ích cho con người, như các dịch vụ trợ lý ảo, mua sắm thông minh, các dịch vụ giải trí nhanh chóng và thú vị. Đấy, chúng ta có thể lấy dẫn chứng ra các ứng dụng công nghệ trong giao thông như là Grab, Be hay là Xanh SM, dùng AI để định vị vị trí khách hàng, đưa ra lộ trình di chuyển với những cảnh báo về tình trạng giao thông, giúp cho việc di chuyển trở nên thuận tiện và dễ dàng. Cái này thì cứ tùy vào hiểu biết của các bạn nhé. Các bạn thấy chỗ nào mà chúng ta có thể đưa dẫn chứng tốt thì chúng ta sẽ đưa. Và dẫn chứng thì nhớ cho cô là nó sẽ có một số loại. Cái thứ nhất là những dẫn chứng về các hiện tượng tiêu biểu, nổi bật, những sự kiện nổi bật, đúng nhỉ? Hoặc là những nhân vật nổi tiếng. Cái thứ hai là những sự kiện, những hiện tượng thế nào phổ biến. Cái thứ ba nó có thể là chính những trải nghiệm của cá nhân mình. Đấy, đấy là một số các loại dẫn chứng. Đó, xong luận điểm số 1 thì chúng ta sẽ sang luận điểm số 2. Đó là những lo ngại về sự phụ thuộc của AI. Bởi vì quan điểm của tôi ở trên là tôi không phủ nhận cái vai trò của AI, nhưng tôi có đưa ra cái cảnh báo là cần phải sử dụng cân bằng để tránh phụ thuộc vào AI, cho nên tôi hoàn toàn có thể triển khai cả hai luận điểm này, đúng không? Những lo ngại về sự phụ thuộc của AI sẽ được chứng minh bằng một số các lý lẽ, ví dụ như là suy giảm khả năng tư duy độc lập. Tuổi trẻ đó là thời điểm tốt nhất để phát triển khả năng tư duy và giải quyết vấn đề. Nhưng nếu như chúng ta lạm dụng quá nhiều vào AI thì con người sẽ bị lệ thuộc vào nó và mất dần cái kỹ năng tư duy phản biện, hay là mất dần cái khả năng ứng phó thông minh trong các cái tình huống gấp gáp, đúng nhỉ? Đấy. Dẫn chứng, ví dụ học sinh sử dụng AI làm bài tập mà không có kiểm soát thì cái việc làm bài tập nó trở nên vô nghĩa và người học cũng không rèn được các kỹ năng, đúng nhỉ? Chúng ta cũng có thể thấy AI sẽ ảnh hưởng đến các kỹ năng xã hội. Khi người ta quá lệ thuộc vào AI thì người ta sẽ giảm tương tác với lại những người khác. Ví dụ trước đây không có AI, không biết tôi có thể đi hỏi, không biết tôi có thể kết hợp làm việc nhóm, đúng không? Nhưng bây giờ AI giúp tôi hết rồi và tôi không có nhu cầu giao tiếp với ai cả. Đây rõ ràng là một cái mặt trái của AI, đúng không nhỉ? Chúng ta có thể lấy dẫn chứng vào đây. Tuy nhiên là cũng tùy nhá, liệu cơ gắp mắm, nếu như thời gian đã gần hết thì chúng ta cũng không nên dông dài quá ở phần này vì nó còn có những phần sau nữa, đúng nhỉ? AI cũng có thể gây ra những cái rủi ro về việc làm. Khi mà AI thay thế được lao động trong nhiều ngành nghề thì con người sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh với máy móc và tình trạng thất nghiệp trong tương lai nó sẽ trở nên trầm trọng.
Các bạn có thể lấy ví dụ về hiện tượng các nhà máy tự động hóa sẽ sa thải các công nhân. Nhiều người mất việc làm và từ đó thì gánh nặng đặt lên gia đình và xã hội sẽ nặng nề hơn, được chưa nhỉ? Đấy, thế thì chúng ta đã xong hai cái luận điểm mà đề bài gợi ý. Nhưng có một điều các bạn luôn phải nhớ giúp cô là bất cứ một đề bài nghị luận xã hội nào thì bao giờ cũng hướng người ta đến những cái gì đây? Những cái hành vi tích cực trong cuộc sống. Vậy thì với người trẻ, nhận thức là quan trọng rồi, nhưng cần phải có những cái gì đây? À, định hướng về mặt hành động. Thế nên chúng ta sẽ có một cái luận điểm số 3 kế tiếp ngay sau phần này, đó là định hướng hành động cho người trẻ trong việc sử dụng AI. Thế thì đây nó là một cái luận điểm phụ thôi, không phải trọng tâm, chúng ta không cần viết quá nhiều, nhưng cũng cần phải có lý lẽ để phát triển nó. Ví dụ, với một người trẻ thì chúng ta phải nâng cao hiểu biết về AI, chủ động học hỏi và cách thức hoạt động của AI. Việc cập nhật kiến thức về các xu hướng phát triển công nghệ, nó sẽ là chìa khóa để cho chúng ta sử dụng nó một cách hiệu quả, đúng không? Xây dựng thói quen sử dụng AI một cách có chọn lọc. Ví dụ mỗi người sẽ tự đặt ra giới hạn rõ ràng khi sử dụng AI. Và chúng ta tiếp cận AI một cách có kiểm soát, đúng không? Và như vậy là chúng ta sẽ tận dụng được những ưu điểm của AI mà vẫn không làm mất đi cái khả năng tư duy độc lập của chúng ta, được không nhỉ? Đó. Vậy là chúng ta xong cái phần trọng tâm của bài là phần bàn luận. Nhưng mà để bài viết được sâu sắc, được đầy đặn thì sẽ phải có đến phần mở rộng, phản đề. Ở đề bài này thì mình vừa có thể mở rộng, vừa có thể phản đề được. Mở rộng ở đây, chúng ta có thể so sánh AI với lại một số các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, đúng không nhỉ? Nếu bạn nào có kiến thức về phần này, chúng ta có thể viết và nó sẽ làm cho bài của chúng ta sâu hơn đấy. Các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây cũng đã thay đổi bộ mặt của thế giới. Và ở thời điểm đầu tiên thì người ta cũng rất khó để chấp nhận nó. Nhưng rõ ràng là dần dần người ta thích nghi và sử dụng nó một cách hiệu quả. Vậy thì AI cũng đã mang đến những bài học thích nghi cho con người. Đấy là phần chúng ta mở rộng. Thế còn phản đề thì chúng ta có thể đưa ra quan điểm trái chiều. Nhưng mà trái chiều thì ở đây hơi khó là bởi vì hai cái quan điểm đưa ra ở đề bài nó đã trái chiều nhau rồi, đúng không nhỉ? Thế thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái tình huống giả định. Đó là gì? Nếu như không có AI thì liệu con người có phát triển chậm hơn hay không? Cái này thì sẽ phụ thuộc vào cái nhận thức, cái quan điểm của từng người, đúng không nhỉ? Nếu chúng ta cho rằng phát triển chậm hơn, chúng ta đưa ra cho cô một số các lý lẽ. Còn nếu chúng ta cho rằng chúng ta ưa thích một cuộc sống không có sự can thiệp của AI hơn, chúng ta cũng phải đưa ra các lý lẽ để bảo vệ, được không nhỉ? Đấy, nhưng nhớ là tất cả các lý lẽ đưa ra trong một bài văn nghị luận, cái thứ nhất nó phải hướng đến những điều tích cực. Cái thứ hai, nó phải phù hợp với các quy chuẩn của đạo đức. Cái thứ ba, nó phải phù hợp với pháp luật. Đấy, đừng có phá ngang, đừng có đưa ra những cái mà nó chéo ngoe để chúng ta bài của chúng ta bị gạch, đúng không nhỉ? Đó, xong phần thân bài. Phần cuối cùng của bài là phần kết bài. Rất nhiều bạn thì hoặc là thiếu thời gian, hoặc là không coi trọng phần kết bài, cho nên hay làm phần này sơ sài, qua quýt, đúng không nhỉ? Nhưng đây lại là một phần nằm trong cấu trúc của bài. Và người chấm người ta có ấn tượng tốt đẹp với bài làm của chúng ta hay không, nó sẽ phụ thuộc ở phần này đây, đúng không nhỉ? Nhớ lại cho cô là nhiệm vụ của phần kết bài sẽ gồm có hai ý. Một là khái quát về vấn đề. Chúng ta phải nhắc lại các từ khóa đã được nhắc đến ở phần 1. AI là xu thế tất yếu của thời đại. Con người cần có thái độ đúng đắn trong việc ứng dụng AI, được chưa nhỉ? Cái thứ hai, đó là chúng ta phải rút ra bài học và hành động. Thế thì có bạn sẽ thắc mắc là phần này liệu nó có trùng với phần định hướng hành động phía trên hay không? Thực ra là nó không trùng đâu. Phần này chúng ta có thể khái quát ngắn gọn lại và chúng ta sẽ đưa ra một cái thông điệp nào đó sau khi chúng ta bàn luận xong vấn đề. Luôn luôn phải nhớ là các bài văn nghị luận xã hội bao giờ cũng muốn hướng đến những điều tích cực. Kể cả là khi chúng ta bàn luận về một vấn đề tiêu cực, thì cái mà chúng ta muốn hướng đến cũng sẽ là từ bỏ cái tiêu cực đấy để mà hướng đến cái xã, một cái gì đấy nó tốt đẹp hơn, đúng không nhỉ? Vậy thì cái phần này chúng ta có thể khái quát lại bài học và chúng ta đưa ra thông điệp, đúng không nhỉ? Đấy, thế thì ở đây mình có thể viết thế này. Là một người trẻ cần hiểu rõ vai trò của AI là hỗ trợ, không phải là để thay thế. Hãy là một người trẻ biết sử dụng AI một cách thông minh, phát triển song song các kỹ năng cá nhân để AI phục vụ hữu ích cho con người. Đó. Thế thì cô giáo đã hướng dẫn xong các bạn cách làm bài cho cả tất cả các câu của đề bài này. Và bài này, cái phần này, ấy, phần chữa đề minh họa này không đơn giản chỉ là cung cấp cho chúng ta những cái gọi là đáp án của cái đề bài minh họa.
mà các bạn sẽ có thêm được các kỹ năng trả lời câu hỏi đọc hiểu, các kỹ năng để viết đoạn, viết bài. Và cô giáo tin rằng khi chúng ta chắc về mặt lý thuyết, về mặt kỹ năng, thì chúng ta sẽ xử lý tất cả các đề bài một cách tốt đẹp, một cách hiệu quả, được chưa nhỉ? Rồi, phần chữa đề minh họa của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái phần ôn tập tiếp theo.